bốn cái long đền thì có cái long đền màu vàng vàng này này, chúng ta cho ở cái góc trái. Còn ba cái long đền thì chúng ta cho như nào cũng được, nó như nhau. Ở đây phân biệt có mỗi cái long đền màu vàng vàng này thôi, nó là long đền dầu. Rồi, ok anh em nhé. Bây giờ mình sẽ cân cam cho anh Việt. Anh em nhìn cái dấu chút là vớt này. Chúng ta ngắm tia thẳng đến cái dấu trên cùng này. Đấy, anh Việt ngắm đây này. Muốn ở nhà muốn cân cam ấy thì chốt là vớt này này, anh nhìn thấy không? Giống một con ốc bánh lòng này, ngắm thẳng lên cái ở đây có điểm dấu này. Đấy, rồi anh cân thôi, nó đơn giản thôi, nó không có gì khó. Đấy, đây này, ví dụ như là mình nắp thế nào cũng được. Cái dấu cam này này, nó có cái điểm dấu này, anh thấy không? Anh em nhìn rõ không? Đấy, chia sẻ cho các anh em luôn. Anh em nào tự thích tháo ra nghịch mày mò thì là cứ tháo ra. Ngày trước đi học thì anh em nó giấu nghề như là mèo giấu cái gì ấy. Làm gì, còn lâu nó mới chỉ cho mình. Cái thời em đi học nghề vàng có 600-700, hơn 500 nghìn một chỉ anh ạ. Chỉ vàng ấy mà em mất 5 triệu tiền phá đồ. Đấy, đi học rồi mà còn ra ngoài phụ là mất 5 triệu đấy. Là anh biết là em 5 triệu đấy là em phải mua một cây rồi. Vàng 500 mà 500 một chỉ vàng. Đấy, như vậy là xong đấy, chỉnh một phát một luôn anh em nhá. Chỉnh nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì ông có chia sẻ rất nhiều video rồi. Anh em chúng ta ngắm thẳng từ chút la vớt này, đấy, đến điểm dấu trên. Cái này chia sẻ cho anh em thợ mới luôn nhá. Mấy cả anh Việt này, vặn như này thì nó sẽ không bao giờ là chặt anh này, là xoay, nó quay. Thì anh chèn con ốc vào đây này. Đấy, lấy con ốc nào nó ngắn ngắn cũng được. Đây này, ví dụ Hiếu lấy con ốc dàn chân này. Ở đây nó có cái điểm gồ của vô lăng thì chúng ta chèn vào đây. Anh em nhìn rõ không? Đấy, đây này. Đấy, chúng ta chèn vào đây này. Đấy, anh Việt nhìn thấy chưa? Đấy, nó chống vô lăng vào. Còn bây giờ này mình quay thôi. Anh em chúng ta vặn nhẹ nhàng. Cái này vặn vừa nghe. Đấy, chúng ta vừa vặn vừa nghe. Có những con nó bị ải, nhiều khi vặn phát là gãy ngay. Nếu như mà ải thì chúng ta vứt đi, trước khi làm thì chúng ta phải để ý. Đấy, như vậy là xong anh em nha, xong phần cân cam. Bây giờ chỉnh cò thì chúng ta cũng giữ nguyên. Đấy,
chỉnh cò thì chúng ta giữ nguyên, xoay cái này đi phát là chỉnh được ngay. Đấy, chỉnh cò thì chúng ta lấy cái lá 0,05 hoặc 0,04, 0,03. Muốn êm thì lấy cái lá 0,03. Đấy. Thường thường máy mới thì chúng ta cứ cho khoảng 0,04 đi. Chúng ta chạy rốt đa một lúc để cho nó trơn tru máy và chúng ta chỉnh nhỏ dần là êm. Anh em nhớ lấy cái lá cỡ ấy, chỉnh cò cho nó chuẩn. Anh em chúng ta đừng chỉnh theo cái kinh nghiệm. Nhiều khi chúng ta chỉnh lung tung không có dấu cữ gì thì nó hoạt động nó không chuẩn anh em ạ. Đấy. Đây cái lá cỡ này Hiếu chỉnh chuẩn. Đấy, vặn. Vặn con ốc này vào này. Đầu tiên thì chúng ta lấy con ốc ngoài này ra, vặn con ốc trong này. Đấy, vặn xong, chặt tay thì chúng ta vặn con ốc ngoài này. Đấy là chỉnh cò, một cái hãm một cái vặn. Rồi, ok. Đấy. Rất ok anh em nhé. Anh bơm em một cái. Kia anh. Kia. Ở cái tủ ấy anh ạ. Ở bên hông cái tủ đây. Đúng rồi. Đây, dây đây anh. Vâng. Rồi, ok rồi anh em ạ.